Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nga TV. Buổi trưa hôm nay Nga chúc cả nhà được vui vẻ. Nga hôm nay Nga ăn nhung biển nướng. Nhung biển nướng các bạn. Nga một cái là nướng mỡ hành, một cái là nướng trứng. Đây một cái là nướng trứng nè các bạn. Cái này là nướng mỡ hành. Ủa lộn, cái này nướng trứng. Còn cái này là nướng mỡ hành. Đây các bạn xem. Hay nướng mỡ hành, nhung biển, nhung nướng mỡ hành. Còn đây là có ba cái Nga nướng, ba cái mỡ hành, ba cái nướng trứng các bạn. Rồi Nga kèm với nước mắm với lại rau răm bên đây nè bạn. Đó là để gì ha, để gì thì nước mắm với rau răm. Để Nga ăn thử coi nó ra làm sao. Từ xưa giờ Nga cũng chưa ăn bao giờ. Nga thấy mấy bạn ăn, Nga thấy có mấy con này cũng là lạ nên Nga mua Nga ăn cái review các bạn xem nha. Đây. Đó. Nga cũng vừa nướng xong cũng hơi còn nóng. Để Nga ăn trước cái nhung mà nướng biển nha. Chưa ăn bao giờ nha các bạn, chỉ có ăn sống nó nạo ra thì Nga ăn sashimi thì có. Nhưng cái này Nga chưa bao giờ ăn. Mới làm đầu tiên luôn. Nãy Nga mua về sống các bạn, Nga làm. Nga làm đúng là nó hơi lâu và nó cực lắm. Nga làm hết ra. Để giờ thôi Nga ăn thử cái nào ra. Thôi ăn con này trước đi, nướng mỡ hành trước đi. Cũng có vị thơm. Rồi Nga nghe, mời cả nhà nha. Đang thử nướng thôi. Béo à. Béo ngậy à. Béo nhưng mà Nga còn nướng mỡ hành nữa, béo ngậy à. Mời cả nhà nha. Còn la mèo thơm béo. Mua Nga làm này hơi cực lắm bạn, cực lắm luôn á. Nga biết làm cái gì trong bụng nó Nga mắc rồi chụp hết, cái gì Nga ăn được nó để lại. Nhưng mà ăn cũng được, nhưng mà cái vị nướng lên nó có cái mùi hơi mùi nướng. Để Nga ăn thử cái con có trứng các bạn, Nga nướng trứng á. À, nướng trứng hơi già. Mình nướng trứng thì nó dễ ăn hơn mà. Cũng được. Cũng được cũng ngon. Nước mắm. Ăn béo sập sập rồi. Ăn cũng được, cũng ngon. Nhưng mà Nga thì bây giờ thì Nga thì chắc không hảo mấy cái loại này.
béo. Chắc có lẽ là Nga ăn không hết được. Chắc có lẽ là Nga ăn không hết được. Cái này, con này á, phải mua. Con này Nga mua với giá 30 ngàn một con. Nó ship lên tận nhà cho mình 30 ngàn. Nãy Nga mua 7 con. Nãy mua 7 con. Người ăn là cảm giác nên nó không hợp vị mấy. Hôm nay món ăn lần đầu tiên thất bại. Là nói chung nó cũng ngon chứ không có đến nỗi. Nga cũng đang cố gắng nha các bạn. Mình cũng xử hết 2 con rồi, bây giờ mình xử tiếp nữa. Lúc sáng mình mua là 7 con, vì Nga làm, Nga nướng mỡ hành 3 con, chứ Nga làm mì hư hết 1 con. Là Nga dồn dồn cái luôn cái gạch nó vô đây luôn. Nó dồn vô đây luôn. Ăn cái không á. Ăn nhuyễn không á thì rất là béo. Thơm mùi mỡ hành. Béo lắm. Còn nướng trứng chua á, đi nữa béo mà nó có trứng xốp xếp. Trứng nó béo cực kỳ. Video của Nga cũng kết thúc tại đây các bạn. Cảm ơn quý đợi các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video kỳ sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.